Ngọc Thơ Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tư duy quy hoạch phá hoại nền kinh tế thị trường. Ngày 10 tháng 6 trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà báo Kỳ Cựu Trương Huy Sang, bút danh Huy Đức có bài Quy hoạch đưa đất nước quay lại thời quan liêu bao cấp. Nhà báo Huy Đức nhắc đến phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung tại buổi tọa đàm Giải bài toán thiếu điện ngày 9 tháng 6 cho rằng thực tế thay đổi sao không viết lại quy hoạch sao lại tự mình vẽ ra quy hoạch rồi buộc mình theo ông cung phải đề theo ông cung phải để thị trường ban hành và phải thay đổi cách thức làm chính sách phải để các nhà đầu tư đưa ra quyết định đừng bàn nữa đừng chỉ thị nữa hình ảnh status trên trang cá nhân của nhà báo huy đức tiến sĩ cung giải thích thiếu điện là cơ hội kinh doanh cơ hội đầu tư thay vì ngồi xét duyệt hồ sơ thì chỉ cần dùng giá là mua được. Nhà báo Huy Đức nhận xét có cảm giác như Tiến sĩ Cung rất tuyệt vọng khi đã cố giải thích về thị trường vì những người xung quanh ông vẫn tư duy hành chính. Theo nhà báo, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nằm trong số 37 cán bộ trẻ của Việt Nam được gửi sang các nước phương Tây năm 1992 học về kinh tế thị trường theo học bổng của UNDP. Ông là người trực tiếp thiết kế luật doanh nghiệp năm 1999. Trong thập niên 90, không chỉ có những cán bộ trẻ như ông cung mà những nhà lãnh đạo của quốc gia như ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải cùng các bộ trưởng đều hiểu nguyên nhân chính đưa đất nước chìm xuống tận đáy là do áp dụng mô hình Xô Viết. Họ biết chỉ có kinh tế thị trường mới đánh thức được tiềm lực của dân của nước. Tác giả nhắc lại, toàn bộ cơ chế chính sách được thiết lập trong giai đoạn ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải làm thủ tướng đều là khai thông là thiết lập một hành lang pháp lý cho kinh tế thị trường việt nam lúc đó đã chấp nhận các đòi hỏi của phương tây qua các hiệp định song phương đặc biệt là hiệp định với mỹ qua các định chế quốc tế như undp imf wb và về sau là wto để sửa hàng trăm điều luật nhà báo cũng nhắc đến việc trưởng đoàn đàm phán hiệp định thương mại việt mỹ nguyễn đình lương thừa nhận hầu hết những điều phương Tây đòi hỏi là cần thiết cho nền kinh tế và mở ra cho dân mình. Theo nhà báo, luật doanh nghiệp năm 2005 là một trong những văn bản luật cuối cùng được sửa theo tinh thần cam kết gia nhập WTO, không còn phân biệt doanh nghiệp nước ngoài và trong nước. Những quy định trong luật doanh nghiệp năm 2005 vẫn trên tinh thần ấy, thông thoáng. Hình ảnh buổi tọa đàm giải bài toán thiếu điện ngày 9 tháng 6. Nhà báo lại nhắc đến phát biểu của Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm ngày 9 tháng 6 nói rằng sau đường dây 500kV mạch 1 được làm dưới thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ta có mạch 2 làm rất nhanh, hoàn thành năm 2005. Nhưng mạch 3 đoạn từ vũng án quản trạch ra, nếu làm không thể nào nhanh được vì thủ tục vô cùng rắc rối. nghịch lý là EVN chịu ràng buộc bởi quy hoạch điện số 7 và chỉ tư duy trong quy hoạch mà cũng chính vì cái quy hoạch này nên miền Bắc thiếu điện trong khi miền Nam sẽ dư điện nếu khai thác từ 85 dự án năng lượng tái tạo. Nhà báo nhận xét nếu bộ kế hoạch đầu tư tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ từ cuối nhiệm kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải thì về chính sách chúng ta vẫn có thể theo hướng thị trường. Từ năm 2011, một thế hệ lãnh đạo mới bắt đầu thay thế khi ở cấp trung ương, nhiều nhà lãnh đạo cây đắng nhận ra con đường làm khánh kiệt quốc gia thì họ thế hệ lãnh đạo năm 2011 đang ở cấp rất thấp hoặc đang ở địa phương. Khi các nhà lãnh đạo đổi mới biết mình phải học phương Tây để có nền kinh tế thị trường, thì họ đang bổ sung các chứng chỉ chính trị để tìm đường thăng tiến. Họ không thực sự hiểu kinh tế thị trường mà đang nắm kinh tế thị trường. Họ không có tư duy chính sách mà say sưa làm chính sách. Nhà báo Chùa Chát nhận xét tiếp, Luật đầu tư năm 2014 là một trong những luật mẹ đẻ ra trận đồ bát quái về thủ tục. Đặc biệt, luật quy hoạch năm 2017 là một ví dụ tiêu biểu về quan liêu. Điều nguy hiểm hơn, luật quy hoạch năm 2017 đe dọa những nỗ lực đưa đất nước phát triển theo hướng kinh tế thị trường và có nguy cơ tiến gần tới mô hình tập trung. Mô hình đã và chắc chắn sẽ dẫn đến quan liêu bao cấp. Nhà báo hiểu nỗi tuyệt vọng của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung khi lại xuất hiện tác giả của những chính sách đi ngược lại với kinh tế thị trường, đầu nhất là không rõ họ có biết họ đang làm gì với đất nước hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Tư duy quy hoạch phá hoại nền kinh tế thị trường. Tác hại của việc định hướng lòng yêu nước Ngày 7 tháng 6, AFA có bài bình luận về chính trị xã hội Việt Nam khi lòng yêu nước bị định hướng hình ảnh bài trên AFA. AFA nhắc đến bài viết với tựa đề không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước được đăng trên cổng thông tin điện tử của Ban tuyên giáo Trung ương hôm 6 tháng 6, có nhiều đoạn khẳng định hùng hồn về tinh thần thi đua yêu nước trong những thập kỷ qua tại Việt Nam. AFA dẫn lời nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già hôm 7 tháng 6 cho rằng Yêu nước là điều bình thường của các dân tộc trên thế giới chứ không chỉ riêng gì của Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói, tôi bác bỏ cái gọi là thi đua yêu nước bởi vì khi đặt ra phong trào thi đua yêu nước thì sẽ dẫn đến chuyện tranh giành. Tôi cho rằng lòng yêu nước thông qua cái gọi là phong trào thi đua yêu nước đã bị lồng ghép tính chính trị. Tuy nhiên khi tính chính trị hóa lòng vào tình yêu nước thì sẽ có những hậu quả khôn lường và tôi cho rằng nguy hại không có cách gì sửa chữa. Theo ông già, hậu quả rõ ràng nhất là sau 1975 đến nay đã gần nửa thế kỷ mà Việt Nam vẫn còn là một quốc gia sơ sát về nhân cách với lòng thù hận ngút ngàn và sự chia rẽ xã hội trầm trọng. Ông nói, từ hậu quả của lòng yêu nước định hướng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì cho tới ngày hôm nay Việt Nam chưa bao giờ có sự thống nhất nhân tâm. Hình ảnh tác hại của bệnh thành tích, một trong những hậu quả của thi đua yêu nước. AFA dẫn lời một bạn trẻ ở Việt Nam cho biết, mình nghĩ là đa số sinh viên hay các bạn trẻ ở Việt Nam hiện nay khá bàn quan với chính trị. Việc lo lắng hiện giờ của họ là việc học. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc Hội Thanh niên thì mình nghĩ những tổ chức này hoạt động nhưng không hiệu quả lắm. Cũng bình luận về đề tài này, AFA dẫn lời cựu trung tá quân đội Vũ Minh Trí, khái niệm thi đua chỉ tồn tại dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, còn những nước khác tôi thấy họ không có khái niệm thi đua mà người ta vẫn phát triển. Tác dụng của nó tại thời điểm hiện nay chưa thấy ở đâu nhưng mặt hại của nó là rất lớn. Ông Trí nêu ra một ví dụ về tác hại, đó chính là bệnh thành tích. Căn bệnh này không chỉ không có lợi cho xã hội mà còn gây ra những tác hại khủng khiếp, nhất là trong ngành giáo dục. Thậm chí nó còn dẫn đến bạo lực học đường và tạo ra những thế hệ không có khả năng tư duy độc lập. AFA cho biết 75 năm trước, ông Hồ Chí Minh từng đưa ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 1948 và dẫn nhận xét của giáo sư Nguyễn Đình Cống, các phong trào thi đua hồi năm 1948 tạo ra là để động viên tinh thần cho người ta làm việc tốt hơn bởi vì hồi đó không có một cái quyền lợi vật chất gì cả, lương bổng thì cũng rất ít động viên để người ta làm việc bằng hai bằng ba xong rồi người ta sẽ được bình bầu là lao động tiên tiến chiến sĩ thi đua hay anh hùng đơn vị điều ấy dùng trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ chứ còn bây giờ trong nền kinh tế thị trường mà anh vẫn còn dùng cái động lực ấy thì nó không đúng giáo sư cổng cho rằng cái thi đua hiện nay là một trò bịp bợm nhiều hơn là thực chất hình ảnh biểu tình chống trung quốc bị đàn áp trong nhiều năm còn nhà báo Nguyễn Ngọc Già thì nhận định tôi cho rằng hiện nay đang có một vấn đề nghiêm trọng trong ban giao với Trung Quốc. Bằng chứng là những ngày vừa qua, Trung Quốc quậy phá ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng hầu hết, tôi thấy không một phản ứng gì từ phía người dân. Đó là câu trả lời cho lòng yêu nước đã bị chính trị hóa từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì thực tế, những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây có cái kết là người dân bị đàn áp, bị đánh đập, bị bắt bỏ tù, và ai cũng sợ hết đó là sự thật người dân bây giờ co cụm lại theo ông già hiện nay kinh tế suy thoái công nhân thất nghiệp hơn nửa triệu người cuộc sống rất khó khăn mà họ xới lại lòng yêu nước thì theo ông chắc chắn thất bại afa cho hay quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin tác hại của việc định hướng lòng yêu nước Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d